Hello hello, đón chào các bạn đến với vòng xoay khủng long nha. Và bây giờ đang có một con khủng long Giganotosaurus nó đang gầm gừ ở đây. Wow, hình như là có vẻ hai con khủng long luôn các bạn ơi, vì nó quá giống nhau nên chúng ta nhìn là tưởng một con thôi. Đúng là như thế, và có một con to và một con nhỏ ở đây. Oh. Và con khủng long nhỏ có vẻ như đang muốn thách đấu tới con khủng long to, nhưng rồi thế là con khủng long nhỏ nó bỏ chạy mất tiêu rồi, và con khủng long to còn lại đây mà thôi. Rồi thôi, vòng quay bắt đầu thế nào, chần chờ gì nữa, để coi ô đầu tiên sẽ là ô nào nha. Ôi, là một ô màu đỏ ở phía bên này. Vậy thì hãy xem coi bên trong đây sẽ là con khủng long gì đây. Rồi, mình đã thấy mập mờ bóng dáng của nó rồi. Wow, và đó là con khủng long màu kiếm Parasaurolophus đây nè các bạn ơi. Ôi, và con khủng long màu kiếm này của chúng ta có một cái màu kiếm rất là dài và một cái lưng gù đó. Ôi, khủng long màu kiếm màu nâu đẹp quá các bạn ơi. Hey. Wow, rồi, bây giờ tới con cái bước mà cho con khủng long này nó chạy đi thôi. Rồi, chạy đi nha, khủng long màu kiếm. Ô, và rồi cánh cửa được mở ra. Wow. Đó là những con khủng long màu kiếm rất to các bạn ơi. Wow, những âm thanh gầm rú nghe rất hay. À, rồi vòng xoay tiếp tục thôi. Hôm nay chúng ta có rất nhiều những ô màu hồng đó. Và bây giờ, cái vòng xoay muốn mở hết những cái ô màu lẻ trước ư? Vậy liệu ô bí mật có được mở trước không ta? Thôi thì hãy mở cái ô màu xanh lá cây này trước đã nha. Ôi, và không biết trong ô xanh lá cây này sẽ là con khủng long gì nè. Wow, hóa ra là con Gigantosaurus này các bạn ơi. Ồ, con Gigantosaurus này có cái mảng màu lan trên lưng và những cái răng rất là nhọn đấy nè. Đây, 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 nó đang ở trong một cái tư thế chạy rất là nhanh. Ha. Wow, một cái màu nâu nâu, đã, những con khủng long màu nâu khá là nhiều ha. Rồi, quá là đẹp đi. Ok, sẵn sàng chạy chưa nào, hỡi khủng long Gigantosaurus. Rồi, nó chạy rồi các bạn ơi. Wow, wow. Rồi, bây giờ cánh cửa này được mở ra và có hai con Gigantosaurus đây rồi. Wow, và nó gầm lên rất to. Rồi, 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 tiếp tục nha. Vòng quay chúng ta còn lại rất nhiều ô hồng và ô bí mật. Và liệu rằng ơi vẫn chưa phải là ô bí mật các bạn ơi. Là một cái ô hồng này, vậy thì khi ngọn lửa cháy lên chúng ta sẽ mở ra xem thôi nào. Hay, và hãy xuất hiện đi. Ồ, 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 trong đây chính là một con khủng long Giganotosaurus đầy xương xấu đây nè. Wow, wow, wow. Đó, và con Giganotosaurus này có những cái gai trên lưng của nó với những cái răng sắc nhọn vô cùng các bạn ạ. Có vẻ như con này nó bị bỏ đói rất là lâu rồi, nhưng trông nó vẫn lộ ra được một cái vẻ cực kỳ là hung dữ của khủng long Giganotosaurus đó các bạn. Đây, 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 và rồi con khủng long Giganotosaurus này có đôi bàn chân rất dài kìa, ui, và những cái móng vuốt cực kỳ sắc nhọn nữa. Ồ, nó có một cái mắt cũng là cái màu hơi nâu nâu. Rồi, bây giờ nó quyết định chạy đi thôi.
Wow, 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 và rồi cánh cửa được mở ra. Có những con Giganotosaurus đang bước ra rồi các bạn. Wow, quá là tuyệt vời. Rồi, bây giờ chỉ còn lại có 3 ô nữa. Và tới 2 ô hồng, vẫn tiếp tục là ô hồng các bạn ơi. Ô bí mật có vẻ chưa được mở rồi. Vậy thì mở trước cái ô hồng này nữa nào. Và chúng ta cùng nhau xem. À, hóa ra đây các bạn ơi, đó chính là một con khủng long Giganotosaurus. Wow, màu nâu rất là đẹp nè. Đấy, và con Giganotosaurus này cái miệng thì lại hơi nhỏ nhỏ ha. Đấy, nhưng không sao. Con này nó săn mồi vẫn rất là ghê đó. Wow, 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 và có những cái vằn ở đuôi nữa kìa các bạn ơi. Ôi, đói, và chúng ta hãy khám phá cái miệng con khủng long này coi. Cái miệng kìa, nó mở nhỏ xíu nhưng cái răng vẫn rất là nhiều răng. Đấy. Rồi, bây giờ nó quyết định chạy đi rồi. Ta-da, chạy lùi luôn. Rồi, bây giờ chúng ta đang được thấy đó là Giga đám với T-Rex. Có vẻ như T-Rex đang bị thất thế và tức là con Giga đã chiến thắng đấy rồi các bạn ơi. À ha. Rồi, tiếp theo, vòng xoay của chúng ta tiếp tục. Và tiếp nữa, hóa ra là lại là ô màu hồng đây nè. Và ô hồng này có con gì cổ rất là dài ha các bạn. Đó, và rồi xuất hiện đây chính là chú khủng long Abatosaurus cổ dài màu cam. Wow, nó còn có những cái đường màu xám ở trên người của nó nữa nha. Rồi, mình tạm để ở đây đi. Vẫn còn một con Abatosaurus khác nhưng mà là màu nâu nè các bạn ơi. Wow, cái con màu nâu này trông khá là chắc khỏe nha. Nhìn nó cứng cáp hơn cái con màu cam kia nữa kìa. Wow, khủng long Abatosaurus màu nâu trông gương mặt rất là hiền lành đúng không nào các bạn. Bây giờ hai con này nó đi vào trong. Wow, 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 và những du khách của chúng ta đến đây tham quan công viên khủng long đến rất là gần với những con Abatosaurus. Đấy, và nó đang bước đi rồi. Ôi, và bây giờ hãy mở ô bí mật ra thôi nào. Rồi, mở ra khám phá thôi nào các bạn ơi. Đấy, đây là một con King Kong nè. Một chú King Kong màu trắng ở trong ô bí mật này. Gương mặt rất là nghiêm túc đó. Một bộ lông màu trắng rất đẹp. Và tiếp theo trong ô bí mật bây giờ là có con này. 2, 3 xuất hiện, hóa ra là con Dimetrodon đây. Chú khủng long Dimetrodon xanh lá có vây màu cam. Wow, rất là đẹp các bạn ơi. Và ấn cái bụng này, ấn cái vây là đổi màu bụng luôn. Rồi, tiếp theo. Là con Ankylosaurus với một bộ giáp gai rất to trên lưng đây nè. Đó, nó cũng có một cái đuôi to nữa đó các bạn. Vậy là hết rồi. Bí mật của chúng ta chỉ có 3 con vật này thôi. Yeah. Wow, ở đâu đây các bạn ơi? Sao lại có một con khủng long Elasmosaurus ở đây? Con Elasmosaurus màu xanh rất là đẹp nè. Và đang đứng cạnh đó là những con khủng long ăn thịt cực kỳ nguy hiểm. Đây là con khủng long Indominus Red Core với đôi mắt đỏ sáng rực và gầm gừ rất ghê. Rồi, kế bên thì đó là con T-Rex màu nâu đó nha.
chú khủng long T-Rex nâu. Sao mà nó lùn tịt ra. Nhưng cái con này là cái con khủng long Giganotosaurus siêu to khổng lồ. Wow, nó nghiêng người bản mình rất là ghê kìa các bạn. Đấy, nó cũng có những cái tiếng gầm nghe khá là đáng sợ đó. Tiếp theo đây chính là một con khủng long Indominus Rex đây nè. Wow, con Indominus Rex của chúng ta đây, nó đang có một gương mặt giận dữ. Oh, wow, thì nó cắn vào đầu con khủng long Spinosaurus kế bên. Lúc này con Spinosaurus giận dữ rồi, nó gầm lại vào mặt cho kìa, trời ơi, tự nhiên cắn người ta. Wow, nhưng có một con T-Rex bên này cũng rất là to này các bạn. Đấy, có cái miệng có thể là há ra mà ngậm lại được luôn. Wow, có một cái đôi mắt màu vàng đẹp quá ha các bạn. Rồi thôi, chúng ta đã qua phần intro dạo đầu một cách ngầu rồi. Bây giờ thì là phần giới thiệu những con khủng long này nha. Đây đây đây, con khủng long Indominus Rex con này các bạn ơi. Quá là đẹp đúng không nào. Wow, nhìn cái đôi mắt đỏ sáng của nó kìa. Ôi, thật là đáng yêu quá đi. Wow, rồi cất vào trong nha. Ui, rồi tiếp theo. Chúng ta đang thấy con T-Rex nâu đấy nè. Đấy, một con T-Rex nâu có cái phần loa bên hông. Tem đôi tay nhỏ xíu của nó này các bạn. Wow, và hôm nay trời mùa đông rất lạnh, cánh cửa được mở ra lập tức con T-Rex xuất hiện. Cầm gừ lên ngay quá. Rồi, đây chính là chủ khủng long Giganotosaurus nha. Ôi, vừa con Giganotosaurus này, mỗi lần mà tới lượt nó là nó uốn dẻo liên hồi mà thôi. Đấy, các bạn ơi, bây giờ thì nó lại chuyển qua việc gầm gừ rồi. Rồi tiếp theo nào, hãy chào đón người bạn ở đây, một con Indominus Rex rất to với cái tay rất dài đây. Wow, và đây con Indominus Rex của chúng ta nó còn có những cái gai trên khắp người của nó. Và đấy các bạn ơi, ấn cái nút này là cái bụng nó đổi màu luôn. Ôi, và nó gầm gừ nghe rất ghê ha. Rồi tiếp theo nào, bên này là hai con khủng long đang đứng ở dưới khúc bậc thềm. Thì đây đầu tiên là con khủng long T-Rex nâu nha. Con khủng long T-Rex nâu này của chúng ta. Ôi, và những cái hàm răng chắc khỏe của nó cái kia. Và một cái miệng rất là to nữa, thì con này đúng là một thầy săn mồi luôn. Wow, một cái miệng to quá ha các bạn. Ôi, tiếp theo, chúng ta đây có con khủng long Spinosaurus đầu đỏ. Ôi, cái lưỡi rất là dài của nó đây nè các bạn ơi, đó, cái lưỡi này nó mềm nữa nha, rất là hay. Wow, và rồi, nó còn có một cái đầu cái này cử động qua lại như thế này. Ôi kìa, đây chính là một con khủng long Spinosaurus màu xanh lá cây nó bước ra. Đấy, nhưng bên này thì có một cái rổ toán nó đâu chơi thế này.
Rồi, nếu vậy thì chúng ta hãy xem cho hết tôm chơi thế nào, có gì vui không ta? Một con Velociraptor đi nha. Đây, 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 con Velociraptor miệng này cũng to nhỉ. Đây là một loài khủng long cực kỳ thông minh đó các bạn. Ồ, và xem nào. Một đôi bàn chân cũng rất là to. Ha ha ha. Rồi, đến được đây là con Velociraptor màu vàng. Con này thì nhỏ hơn cái con màu xám vừa lúc nãy. Wow, rồi đến đây thì một con khủng long rất to này chính là con Giganotosaurus. Wow, Giganotosaurus của chúng ta, con này màu nâu rất là đẹp đúng không nào các bạn ơi. Oh, ở đây có một con Triceratops. Wow, con Triceratops của chúng ta có ba cái sừng dài, ơi là dài luôn. Và rồi cánh cửa đã được mở ra. Wow, 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 và đó là những chú khủng long Triceratops bước ra. Oh, đó là một bầy Triceratops rất đông các bạn ơi. Tiếp tục nào. Rồi thì là một chú khủng long. Này là chính là một con T-Rex màu xanh nước biển đây. Hay có con King Kong màu trắng rất đẹp nè các bạn ạ. Wow, một bộ lông trắng xóa. Ôi, rồi đến đây, đó chính là chú khủng long màu kiếm màu xanh nước biển đây này các bạn ơi. Wow, 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 và rồi đó chính là một con Ankylosaurus với cái bộ giáp gai đồ sộ trên lưng đây nè. Đấy, rồi một con Indominus Rex con cũng xuất hiện. Và đó chính là con Byroraptor màu cam đang gật đầu ha. Chào mọi người đi. Ôi, đây có một người bạn màu hồng rất là đặc biệt, đó chính là Huggy Wuggy trong game Bobby Playtime đó. Ôi, và rồi có con khủng long ngộ nghĩnh này, nó chính là một con Maiasaura tay dài. Wow, nó đang chống hai cái tay và bước đi đó các bạn ơi. Wow, và đây khi cánh cửa được mở ra rồi. Ui, đó là những con Maiasaura đủ màu sắc luôn. Wow, những âm thanh rất là hay. Ôi, tiếp theo hãy chào đón con T-Rex này nha, một con T-Rex màu xanh nước biển đây. Ô, và có con Spinosaurus to ơi là to. Rồi nhìn xem các bạn ơi, nó có cái màu xám xám và vây hồng xanh à. Rồi, quá là ghê, cách cho thôi. Ồ, và vô tình dưới đất này con Pterodinosaurus xuất hiện một cách rất ngẫu nhiên nè các bạn. Và rồi một con Amagasaurus. Chú khủng long Amagasaurus có bộ sừng rất ngầu các bạn ơi, rất là đồ sộ luôn đó. Đấy, rồi tiếp tục nào. Ôi, và hãy đây là con khủng long Herasaurus. Wow, những cái hoa văn màu vàng vàng cực kỳ đẹp. Thêm vào đó là nó có cái màu đỏ nâu ở đây nữa các bạn. Wow, đây là một bầy Herasaurus cực kỳ đẹp luôn. Ôi, rồi một con khủng long xanh màu dưới nước cực kỳ nguy hiểm, đó chính là con Mosasaurus đây các bạn ạ. À.
Wow, những cái miệng của nó xem kìa, toàn là răng mà thôi. Ôi, rồi đến tiếp theo là chú Abato sau rớt màu nâu đây nè. Rồi, một con khủng long xanh lá cây rất đẹp nữa. À, đó là con Dimetrodon với cái bộ vây màu cam. Đấy, ấn cái nút này là cái mù bụng đổi màu luôn, rất hay nha các bạn ơi. Đấy, con Dimetrodon này quá thực là rất đẹp luôn. Và khi cánh cửa được mở ra, đó chính là một bầy khủng long Dimetrodon vây cam này các bạn ha. Ôi, và rồi có con khủng long rất là chói, đó chính là chú khủng long Allosaurus của chúng ta. Có một cái màu xanh neon cực kỳ là nổi bật luôn. Rồi, đến cái con T-Rex màu xanh lá cây cũng rất đẹp đây. Ồ, nó còn có một cái khung bảo vệ đôi mắt cho nó nữa. Wow. Chú khủng long màu kiếm Parasaurolophus đây. Ôi, rồi đến một con Spinosaurus màu nào có quay đen. Chào. Đây hóa ra là con cá mập các bạn ơi. Một con cá mập với rất nhiều răng đó. Nó là một trong những loài động vật có nhiều răng nhất trên hành tinh luôn. Rồi hóa ra của con T-Rex đây trông cực kỳ là giống khủng long thật đây các bạn. Ôi, nhìn cái đầu của nó kìa, quá là đẹp luôn. À, một con Ryosaurus rất ngộ nghĩnh nữa. Đây chính là một chú khủng long Ryosaurus rất đẹp nè các bạn. Và rồi một con Gigantosaurus nó cũng xuất hiện. Tiếp theo, một con T-Rex màu đỏ rực luôn. Wow, một con T-Rex này có đôi mắt đỏ luôn nè các bạn, người đỏ mắt còn đỏ nữa. À, rồi một con khủng long to và dài đây nữa, đó chính là một con Giganotosaurus chứ gì, đúng không? Hey, con này có những cái gai lưng nữa nha các bạn. Đó, trông nó hơi đói ăn một tí thôi nhưng cũng rất là đẹp đó. Rồi thì cái con Stegimoloch này nó cũng xuất hiện đấy rồi, một con khủng long đầu búa, cái đầu cứng lắm. À, và cũng có một con cá mập nữa, nhưng đây chỉ là một con cá mập của thời cổ đại mà thôi. Vì trông nó khá là cũ kỹ và nó có hình khá là mập tròn nha các bạn. Bây giờ cá mập bây giờ nhìn nó thon gọn lắm, như con nãy đó. Wow, rồi một con khủng long rất là ghê đây, đó chính là con Dilophosaurus màu xanh lá cây. Đây, rồi một con Ankylosaurus với bộ giáp gai đây nha. Đấy, rất là nhiều gai, một gai rất là dài luôn. Ôi, cảnh cổng được mở ra của công viên khủng long. Và cùng chào đón một con khủng long Ankylosaurus. Wow, và có tới 2 con các bạn ạ. Nó đập cái đuôi xuống đất luôn kìa. Đấy, 2 con Ankylosaurus và còn những cái con đằng sau đang đi ra thêm nữa. Tiếp theo đó chính là chú khủng long trung Kingosaurus đây rồi. Trung Kingosaurus này có cái màu rất đẹp nha, và những cái hoa văn nữa cũng rất là đẹp luôn. Tiếp theo, Carnotaurus nè các bạn ơi.
khủng long Carnotaurus của chúng ta bây giờ sẽ bước ra đây. Wow, và đó là toàn là những con Carnotaurus mà thôi. Rất hung dữ các bạn ơi. Ôi, tiếp theo con này là một con T-Rex nhỏ nhỏ ha, màu đỏ nâu. Rồi, này thì chào đón Therizinosaurus nha. Therizinosaurus có cái lưng màu xanh. Hey hey hey, Dimorphodon cũng đã xuất hiện tại đây. Và rồi có con T-Rex màu xanh nước biển nữa. Wow wow wow, và đây là một anh chàng ha, Huggy Wuggy. Con Huggy Wuggy màu xanh rất to nha. Ôi, và còn những con nhỏ nhỏ li ti đây ha, đầu con Deinonychus này các bạn. Chú khủng long Deinonychus của chúng ta có cái lưng xám. Ô, và đây một bầy Deinonychus luôn. Wow, có con màu xanh đẹp quá các bạn ơi. À, rồi tiếp theo đây là con Baryonyx nha. Và còn lại vài một con T-Rex, một con Stegimolochon, một con Therizinosaurus nữa. Đấy, đây là Stegimolochon nè, con kia là còn dưới đây là T-Rex. Và cuối cùng kia là con Therizinosaurus. Và video chúng ta đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi quay khủng long tiếp theo nha. Rồi nhớ like và subscribe cho kênh của mình để cùng xem những con khủng long mới nữa nha các bạn ơi. Bye bye.